Chào mọi người. Hôm nay mình chơi một game kinh dị. Sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. WIDS để di chuyển. Gì vậy trời? Chọn những phòng này ha. Sao bây giờ mình phải đi lụm rác vậy? Là xong. Có lại khóa. Nhà này bừa bãi quá nha, mà to bự, chắc nhà có điều kiện. Quá nhiều. Rồi, ói ra nước xanh luôn. Hơi vô lý là cái cây này chà được cái thảm hả? Trời ơi. Cái game này là mình nhớ tới một cái game mình từng chơi ha, series kinh dị. Như cái game đó mình chơi là Cleaning Service thì là tới dọn nhà cho một người như căn hộ giống Nhật Bản ha, rồi chỉ bức tranh quỷ nó ám nhưng cuối cùng cũng ok. Mọi người có thể kiếm game đó và coi lại cái gì chơi của mình nha. Vừa nãy mình thấy có ai nhìn mình thì phải. Trời ơi. Như mình thấy nãy nó mới trồi lên ở chỗ cái thùng.
phải chìa khóa ở đây bên đây. Ê trời. Anh nhân viên này gan dạo quá, gặp người khác thấy vậy là trốn, chắc từ đời nào rồi. Không vậy trời ơi, bỏ lên cả giường luôn. Còn một phòng cuối cùng. Ơi nghi thức gì vậy trời? Tao đúng cực luôn. Đấy là xong. Về nhà thôi. Khám phá tiếng ồn. It might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, hope you're good and healthy and alive. Okay, bye. Wow. Đây là những người hỗ trợ tinh thần để làm nên cái game này. Theo mình thấy hình như có ba cái ending thì phải. Chào mọi người. Vậy mình sẽ đi lấy ending còn lại ha. Và buộc phải dọn cái kiểu này. Đây. Vô thẳng đây lấy chìa khóa luôn. Hỏi dọn. Hello. Sau đó đi về thôi. Well, glad to know I could count on you to get the job done. Oh, wait, you didn't. You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh, and also, you're fired. Thì coi như bị sa thải ha. Giờ mình sẽ đi lấy cái kết thúc cuối cùng. Cái kết thúc cuối cùng thì lấy cũng lâu nên mình sẽ next gần tới đó ha.
Đây, ending cuối cùng là mình dọn xong, mình sẽ đi về ha. Và nãy thì cái đầu tiên là mình quay lại mình coi cái dĩa ướp và mình bị bắt. Thì kỳ này mình sẽ quay đi về luôn. Thank you so much for cleaning the house. I really appreciate it. Although you did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean, so I'll be deducting that from your payment. So yeah, thanks for that. Cái này thì cảm ơn mình. Thôi, coi như mình đã mở được ba cái ending. Thì nếu muốn dọn dẹp nhanh thì cứ bấm vô cái này nó sẽ dọn dẹp nhanh ha. Thì video này mình chơi tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người ha. Game này hù dọa khá là hay và kinh dị nha.